Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vợ ba Kim Tử Long chưa có lễ cưới, đối đãi tình cũ của chồng như bạn. Trinh Trinh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật cải lương lâu đời. Cô là con của nghệ sĩ Xuân Yến Hữu Cảnh, cháu nội hai bậc thầy làng tuồng cổ Minh Tơ Bảy Sự. Trong lĩnh vực cải lương, Trinh Trinh cũng có những hoạt động nổi bật tiếp nối dòng tộc giữ gìn bảo tồn bộ môn cải lương hồ quảng nghệ sĩ trinh trinh sinh ra trong gia đình có truyền thống cải lương lâu đời Chồng hiện tại của trinh trinh là nghệ sĩ tú kim tử long trước khi đến với cô sau năm có hai lần thất bại trong hôn nhân và có ba cô con gái dù vậy điều đó không tạo nên khoảng cách ngăn cản tình yêu của cả hai đến hiện tại đôi vợ chồng đã có với nhau 13 năm đồng hành trinh trinh sinh cho chồng hai bé trai khấu khỉnh dù vậy cặp đôi hiện vẫn không có lễ cưới chính thức nào nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi trinh trinh chưa thể khoác lên chiếc áo cô dâu song bản thân nữ nghệ sĩ lại không hề tỏ ý buồn bã luôn nhắc về cuộc hôn nhân bằng những điều tốt đẹp sau hai cuộc hôn nhân thất bại, nghệ sĩ tú Kim Tử Long đến với Trinh Trinh. Vợ chồng cô có 13 năm đồng hành, có với nhau hai con trai nhưng họ chưa làm đám cưới. Mới đây Trinh Trinh góp mặt tại chương trình Tài danh Tân Cổ trong vai trò huấn luyện viên. Trong tất cả buổi tập duyệt, nghệ sĩ tú Kim Tử Long đều có mặt dù nhiệm vụ của anh đã hoàn tất. Mục đích của anh chỉ đơn giản là đưa đón, chờ đợi, chăm sóc bà xã. Khi cần anh cũng chia sẻ để vợ tư vấn thí sinh tốt hơn. Kim Tử Long có mặt để hỗ trợ bà xã, anh đưa đón ngồi chờ đợi khi vợ làm việc. Chỉ là một lắc cắt nhỏ thể hiện cách đối đãi của anh với vợ, nhưng qua đó, công chúng cũng hiểu thêm về sự tình cảm của nghệ sĩ tú Kim Tử Long dành cho vợ. Theo Trinh Trinh, vợ chồng cô thực tế cũng tồn tại những bất đồng quan điểm không hợp ý nhau nhưng luôn cố gắng giữ chừng mực không để vấn đề căng thẳng chứ tình cảm của vợ chồng cô đôi khi không tránh khỏi những vấn đề căng thẳng cô luôn chọn cách nhẹ nhàng tránh để gia đình đi đến xung đột về vấn đề mẹ kế con chồng trinh trinh chia sẻ cô từng đối diện những đồn thổi tiêu cực khi đó cô đã chuyện trò giải thích với con gái lớn của chồng để đối phương có thể hiểu về mình hơn trinh trinh luôn quan niệm đã thương chồng chấp nhận đến với anh thì phải thương luôn cả con bởi kim tử long cũng sẽ cần một người phụ nữ có thể san sẻ cùng anh lo cho các con khi các cháu ngày một lớn thì suy nghĩ của chúng cũng khác đi để giữ mối quan hệ mẹ kế con chồng luôn hòa thuận vui vẻ thì điều quan trọng nhất là sự tôn trọng lẫn nhau kim tử long có ba người con gái riêng về phần mình trinh trinh luôn cố gắng để có thể hòa hợp với các con ngoài việc sống hòa thuận với con riêng trinh trinh còn giữ mối quan hệ tốt với hai người vợ cũ của nghệ sĩ tú kim tử long cô kể mình vẫn hẹn nhau đi ăn uống trò chuyện gửi gắm về việc chăm sóc các con tôi và mẹ của mai ca vẫn thi thoảng gặp nhau và nói chuyện Lâu lâu đi làm xa, chị ấy vẫn gọi điện về nói chuyện, gửi gắm con cho tôi. Nữ nghệ sĩ nhắn nhủ trong hôn lễ con gái lớn của Kim Tử Long. Vào đầu của Kim Tử Long giữ liên lạc với Trinh Trinh để bàn bạc các vấn đề về con. Đến thời điểm hiện tại, Kim Tử Long Trinh Trinh vẫn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Khán giả cũng chờ đợi cả hai sẽ có được một hôn lễ chính thức. Nếu bạn cũng muốn xem những tin tức xoay quanh sau việc, thì vào tin mới nhất cũng như tải ứng dụng đọc tin để cập nhật ngay. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo